Xin chào tất cả quý vị và các bạn thân mến chúng ta lại đến với chương trình đọc văn trên kênh dân tộc ta rồi. Hôm nay video này tôi sẽ đọc cho các bạn nghe ba bài văn rất là hài hước buồn cười, không thể nhịn cười luôn các bạn ạ. À. Bài văn đầu tiên sẽ là bài văn bất ngờ với bài tập làm văn đầu năm của học sinh lớp 6. Bài văn thứ hai là bài văn nhiễm phim vô cùng nặng của học sinh và bài văn cuối cùng là bài văn tả ông khoa đỡ. Tất nhiên là phần cuối đó sẽ là một câu đố nhà các bạn. Và sau đây chúng ta hãy vào ngay bài đầu tiên luôn thôi. Một bài văn của một em học sinh cấp 2 mới học lớp 6. Bài văn thật bất ngờ quá, xin thầy hãy giấu tên dùm ạ. À. à, đấy là lời nhắn gửi của người gửi. 6 điểm. Em tả lung tung thế, để ý toàn những cái không nên để ý. Chú ý sửa lại chỗ cô gạch chân. Đó là lời phê của cô giáo nha. Thì tại sao là như thế? Thì chúng ta đọc luôn thôi. Em hãy tả lại buổi học đầu tiên khi bắt đầu học cấp 2 thì không ghi bài làm gì cả Thấy làm luôn ở đây là Khi em nhảy xuống học cấp 2 là em vui quá Em lại được lên lớp rồi Quá sướng <laughs> Văn phòng đúng Bọn trẻ lớp 5 Cảnh tượng đầu tiên khi em đặt chân vào cổng trường Là thấy thầy hiệu trưởng hơi ra Mặt hơi hơi đều ấy <laughs> Ủa thế à Thầy cứ nhe răng cười khi khi làm em rất sợ Thầy này cứ hỏi mẹ em là em đưa con đi học hả? Mẹ đẹp ơi con cũng đẹp. Sao thầy cười khí khí, em ghét thật. Ấy. Ồ <laughs> thế à? Nhưng còn may vào lớp gặp cô em lại vui hơn vì cô hiền và dịu dàng. Em lại được học cùng với nhiều bạn à, lớp B nữa. Có mỗi 6 bạn là chuyển từ lớp A với lớp C sang. Buổi học đầu tiên là chưa học gì, chỉ viết một tí tên cô và số điện thoại cô và lớp chơi thoải mái khi ra chơi chúng em được các cô cho học nhảy aerobic các cô mặc có mấy cái quần đùi rất ngắn và cái áo lót rất ngắn ấy ủa ủa thế à các cô nhảy rất đẹp. thầy hiệu trưởng không biết nhảy đứng nhìn chăm chăm và mong có giáo ui ôi rồi ôi, xong cái quái gì vậy gì thế em sao em lại để ý như thế tí thầy đi qua lại lấy tay vả vào mông cô giáo bảo phải tập đều vào ấy ờ <laughs> rồi ông hiệu trưởng sao dê sồm thế sao lại làm thế <laughs> sau thầy cười khi khi đi vào văn phòng nhưng thi thoảng vẫn ló đầu ra xem các cô giáo đẹp ai già dạ, ông này mà sinh lý mạnh đấy chắc thầy này thích các cô đấy buổi học đầu tiên của em rất vui nhưng em cũng phát hiện ra thầy hiệu trưởng rất thích gái cho nên hắn mới chiêu mẹ em tưởng em không biết à muốn ngủ với mẹ em chứ gì ui <laughs> cái gì vậy cái gì vậy còn lâu nhá nếu mà em không học ở đây thì đã bảo bố đẫm cho mấy cái rồi hết bài ui <laughs> em này thực tế đấy nhờ à, được đấy kết bài chưa ổn nha em kỳ lạ sao em còn nhỏ tuổi mà lại cảm nhận được này ấy đó là lời phê cô giáo nhé Ủa? À, người ta học lớp 6 rồi đấy. Lớn rồi đấy. Đừng có đùa. Các thầy cũng, cũng là chủ quan quá đấy. Hiệu trưởng làm thế. Đấy, có ngày mất việc như chơi. Thì đừng đùa. Các bạn thấy bài văn như thế nào? Hãy để lại bình luận của mình xuống phía dưới nha. Bài văn của bạn Bùi Quốc Huy học lớp 6A 6 điểm với lời phê là bài văn của em viết buồn cười quá Em bị nhiễm phim rồi ấy xả chết mạnh này Sao lại như vậy thì chúng ta hãy xem nhé Đề bài là viết đoạn văn nêu cảm nhận về nhân vật tớ trong bài thơ bắt nạt Thì bạn Huy đã làm luôn Bắt nạt thì đời học sinh ai cũng gặp Em cũng hay bị bọn làng dưới chặn đường suốt hồi lớp năm nhân vật tớ có vẻ hèn hạ và nhút nhát giống em ấy thế à cứ đến bắt nạt tớ bị bắt nạt quen rồi vẫn không thích bắt nạt vì bắt nạt rất hôi thì đây cứ bắt nạt tớ bị bắt nạt quen rồi em cũng thế cũng bị bắt nạt quen rồi nhưng bọn nó bắt nạt thì thấy vui chứ không thấy hôi đâu cảm nhận thì nhân vật tớ rất tức tức ói máu luôn Ai bị bắt nạt mà không tức chứ. Và em cảm nhận thì nhân vật tớ cũng muốn học võ để đi trị cái bọn hay bắt nạt. Em nghĩ phải học võ Lý Tiểu Long thôi để dạy cho chúng nó một bài học. Em sẽ dùng chiêu triệt kiên đạo để hạ gục bọn chúng trong 5 giây. Ấy. À thế à? Bạn này cũng xem Lý Tiểu Long nhỉ. Sau lớn lên em sẽ hàn hiệp trượng nghĩa đi đánh bọn hư cứu người em sẽ xả thân vì bá tắn ấy sao nghe giống phim dần rồi đó sau em lên núi đi tìm ông sư phụ trốn ở trong rừng sâu em sẽ đi bộ vào rừng núi đi tìm ông sư phụ truyền dạy cho em võ công cao cường vô địch thiên hạ ôi ô, cái gì ấy? sao lại vô địch thiên hạ là thế nào em sẽ trở thành người có võ công cao cường nhất đi đánh mấy thằng hay bắt nạt học sinh. Khi gặp bọn nó em sẽ bảo là Mày còn thích bắt nạt không? Bảo có. Á à, thằng này lão nha. Dám đến đây à? À thì làm sao mà à? Có ngon thì nhào vô. Một cười quá. À thằng này to gan thật. Để bố mày cho mày một bài học. Thế là chúng nhảy vào. Em tung trưởng một phát hạ gục hơn chục tên. Ấy. <laughs> Giống phim hoàn toàn đấy Chúng nó thấy em mạnh quá Sẽ cúi đầu bảo là Xin đại hiệp tha mạng <laughs> Em bảo là Mau cút đi Thế là có một vị cô nương đẹp gái Ra đỡ em dậy ấy <laughs> à, Giống hệt phim rồi Bảo là anh có sao không Anh không sao Ta đi ăn uh, kem đi Ôi <laughs> Đó là trong phim là đi ăn kem Ừ đi và em đã bảo cô nương ấy một à và em đã bao cô nương ấy một que kem từ đấy không còn ai dám bắt nạt em nữa và em cũng đi giúp nhiều bá tắn lầm than luôn đánh mấy thằng láo cho bọn nó chừa cái tội hay bắt nạt người khác hết bài ui <laughs> ở dễ thương phết nhá bạn Bùi Quốc Huy nhá. Ôi vậy dạ, được 6 điểm, nhưng mà cô giáo vẫn ưu tiên được 6 điểm là tuyệt vời đấy. À, à, lời phê của cô giáo ở đây chúng ta đọc lại là Bài văn của em viết buồn cười quá. Em bị nhiễm phim rồi. <laughs> Các bạn thấy bài văn như thế nào? Hãy để lại bình luận của mình xuống phía dưới nha và cho video một like. một bài tập làm văn tả ông khó đỡ thì một em học sinh đã làm luôn như thế này này nhà em có nuôi một người ông nội đã già năm nay ông đã hơn tám mươi tuổi tính ông lười lại ham chơi cậy có lương mà ông chả làm cái gì cả suốt ngày ông chỉ đánh cờ với ông tư hàng xóm nên chả nấu cơm má về nhà không thấy ai nấu cơm đang mệt thì má hay chửi ông là ba ơi Sao ba không cắm cơm cho bọn con thế? Bọn con đi dạy về muộn mà ba... Ba nhắc thế. Thì ông nội lại nóng tính lên, biểu... Ủa? Tao là ba hay là ô xin của chúng mày hả? Sau đó ông giận má, bỏ sang nhà ông Tư điếc chơi. Đến giờ ăn cơm ba cũng về. Ba sang gọi ông về ăn. Ông lại biểu... Mày xem con vợ của mày đi. Nó bắt tao nấu cơm Má lại biểu Kìa ba Con có bắt ba nấu cơm đâu Con chỉ nhắc ba cắm cơm khi con về muộn thôi mà Lúc đó thì ông nội vứt đũa Vứt cả bát cơm ra ngoài Ngồi khóc hu hu ấy, Ủa <laughs> Sao ông nội của bạn này Chán thế giống tính trẻ con thế Ba lại mắng má Một thôi một hồi Rồi ba ra dắt ông vào Má hiểu ý đã buông đũa Ông lại ăn hết năm quả trứng vịt lộn Ôi dồi Ôi, ôi ôi, ôi, ông này khỏe thế. Ông cao 1,54 mét, mặt béo, tóc trắng, răng lởm khởm, cái thụt cái thò vì gãy gần hết. Tả thật thà đấy nha. Khi không có ba ở nhà, ông cãi tay đôi với má. Mấy lần lấy chổi đánh má, má mét ba mà ba chả tin. Ông rất khỏe ăn, ba bát cơm nhưng cứ giả vờ ăn một bát. Sau mọi người đi hết Ông lại dậy xào thịt ăn Ôi Ủa Có chuyện đó sao Có hôm má quên lấy Đồ dùng quay về lấy Thì thấy ông đang ăn thịt Ôi giời à. Sao nhìn giống yêu quái thế Má biểu Ba ơi ba Cứ ăn được thì Ăn có gì ba phải lén lút Thì nghe nói Ông lại vứt cả chảo thịt vào sọt rác Và đổ tội cho má là cấm ông ăn Nói chung ông nội quá buồn xỉn. Ông nội cũng hay chửi em là con hoang. Nhưng em vẫn thương ông vì má biểu dù sao con cũng phải thương ông. Ba thương hai má con ta thì ta phải thương ông nên em rất thương ông. Hết bài. Ủa, Ủa? từ từ. Ủa, có cái gì sai sai. Ồ thế là bạn này với mẹ bạn này là là à chắc là có từng có đời chồng rồi. À, thế là má của bạn này là cũng tuyệt vời đấy chứ có lời phê ở đây là em hơi xa đà vào chuyện riêng tư của gia đình nên tập trung tả kể về ông hơn. Ừ, không biết là mấy điểm. Được 7 điểm đấy này. Ủa sao lại có 7 điểm thôi nhỉ? Các bạn thấy bài văn như thế nào? Hãy để lại bình luận của mình xuống phía dưới nha. Và bây giờ là một câu đố nha các bạn Chúng ta quan sát nhanh lên trên màn hình nào câu đố Hai người ở thành phố đi sinh tồn trong rừng sâu Vì mệt và đói nên mỗi bữa nấu cơm ăn hết 2,5 bát gạo Hôm sau thêm hai người nữa thì ăn hết 5 bát gạo Vậy tại sao khi về thành phố bốn người họ lại không ăn hết 3 bát gạo à ấy. Các bạn suy nghĩ xem nào sau đó thể hiện sự thông minh của mình viết xuống phần bình luận tôi sẽ vào trả lời từ người một nha. Đến nay bạn nào quên like video thì hãy để lại một like cho video nha. Tôi cảm ơn rất nhiều. Và câu cuối cùng xin được nói câu quen thuộc đó là xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong chương trình video lần sau vào tối thứ tư và tối thứ bảy hàng tuần nha. Bye bye.